Ok, giới thiệu các bạn chiếc đồng hồ JW290. Và trước tiên mình tiến hành phân tích đặc điểm của chiếc đồng hồ, tại sao mà mình lại đàn cái bài nhạc đặc biệt đó, thì các bạn có thể truy cập đường link phía dưới để xem thông tin chi tiết cũng như là giá bán sản phẩm. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều để ủng hộ đội nha. Rồi, trước tiên tại sao chiếc đồng hồ này đặc biệt? Thì nếu mà các bạn có xem bộ phim Mission Impossible, Nhiệm vụ bất khả thi phần 1 được ra mắt vào năm 1996, thì nhân vật Ethan Hunt hay là của anh Tom Cruise thủ vai thì đeo cái chiếc đồng hồ ở đây. Và qua đến phần Mission Impossible 2 thì anh Ethan Hunt, Tom Cruise đi, lại đeo cái mẫu đồng hồ là DW6900. Và cái mẫu DW6900 thì mình cũng đã dành cũng khá là nhiều bài review nói về chiếc đồng hồ rồi. Và đây, hôm nay mình sẽ nói riêng về mẫu đồng hồ xuất hiện trong Mission Impossible đời 1. Trước tiên thì phải nói là sơ qua về kết cấu bên ngoài cũng như là hình dạng của mẫu DW290 này là mình cũng khá là ấn tượng. Mình không hiểu tại sao mà anh Ethan Hunt lại thích đeo một cái đồng hồ như thế này. Có vẻ gì bề ngoài của nó khá là gồ ghề và những cái phần đường nét của nó nhìn rất là mạnh mẽ, cho nên mình nghĩ là anh Ethan Hunt hay là Tom Cruise chọn cái chiếc đồng hồ này cũng vì cái độ bền của nó. Rồi, phía trước các bạn sẽ có một size mặt của nó là 50.6 nhân cho 46.8mm. Và tổng độ dày của chiếc đồng hồ này thì dày y như một ổ bánh mì, nó là 14.3mm. Nặng tổng cộng là 56g. Thì mẫu đồng hồ DW290 này nằm trong dòng Yacht Digital, là dòng đồng hồ dành cho những người trẻ tuổi. Thì anh Ethan Hunt, Tom Cruise cũng khá là trẻ và đẹp trai, nên anh đeo con này thì mặc nhiên nó đẹp trai luôn. Về vật liệu, các bạn có thể thấy đây, phần vỏ và phần dây được hoàn thiện từ nhựa cao su là chủ yếu. Tuy nhiên, mặc dù đây không phải là một chiếc đồng hồ nằm trong dòng G-Shock, nhưng mà nó vẫn được trang bị là tấm kính khoáng. Khả năng chịu nước của nó nằm trong khoảng là 200m. Về chức năng bên trong thì các bạn sẽ có chức năng báo thức, đếm ngược, stopwatch, ba chức năng cơ bản đó thôi. Và độ sai số của chiếc đồng hồ này sẽ nằm trong khoảng là cộng trừ 15 giây trên một tháng. Và viên pin bên trong của nó là viên pin CR2016, cho khả năng hoạt động lên đến được 2 năm. Ok, và bây giờ mình sẽ xăm soi hơn, chi tiết hơn về phần vỏ của chiếc đồng hồ này. Các bạn sẽ thấy dòng chữ phía trên là Electro Luminescent, có nghĩa là chiếc đồng hồ này có khả năng là chiếu đèn của nó là đèn toàn màn hình luôn, đèn rất là đẹp, tương tự như những mẫu G-Shock luôn. Điều này khá là hiếm ở những mẫu đồng hồ là Casio dòng phổ thông. Những dòng phổ thông thì nó sẽ không có đèn full màn hình đâu, nó chỉ nằm một góc và nó bắn lên thôi. Còn chiếc này thì nó sẽ có full màn hình luôn. Mình sẽ che tay lại các bạn sẽ thấy. Đó, các bạn thấy không? Rồi, đó, full màn hình luôn, rất là đẹp. Và màu xanh này tương tự như là màu xanh của những chiếc G-Shock. Rồi, phần dây ghi là Water Resist, là chống nước 200m. Bốn cái nút chức năng cơ bản nằm dọc hai bên cạnh của chiếc đồng hồ này. Và theo mình đánh giá thì những cái nút này bấm độ phản hồi rất là thích. Độ đàn hồi nó rất là vừa tay, nó không phải là quá nặng cũng như là quá là nhẹ. Vừa mà chúng ta phải bấm sâu vào. Rất là thích. Mình cho mình ngồi cả ngày bấm cái nút này luôn, cũng ưng ý luôn. Đấy. Những cái nút này thì đều được làm bằng kim loại, sáng bóng và đẹp. Tuy nhiên, nhiều bạn thì chúng ta hay thắc mắc là tại sao cái nút adjust của những chiếc đồng hồ này hay là những chiếc đồng hồ G-Shock nó lại nằm thụt vô trong, nó là không đưa ra ngoài như chiếc đồng hồ này, có phải nó bị lỗi không? Thì không. Hoàn toàn đó là tính năng chứ không phải là lỗi. Thì khi mà cái nút này nó thụt vô như thế này thì các bạn sẽ giảm được cái mức gọi là chúng ta bị va chạm trong quá trình của ta hoạt động, hay là để trong các đâu đó nó sẽ bị cấn phím và tự động nó sẽ chỉnh sai thời gian. Thí dụ như cái nút adjust này bây giờ mình bấm một cái thôi. Đó, các bạn sẽ thấy nó cho thẳng vào chế độ mà chúng ta chỉnh giờ luôn. Đó, cho nên những cái nút này thường thiết kế nằm thụt sâu bên trong, nó sẽ giấu sau cái gờ này để tránh quá trình chúng ta vận động hay là chúng ta cất đâu đó nó bị cấn phím. Còn nhúc này thì vẫn thòi ra bình thường. Rồi, mình sẽ nhìn qua phần dây thì phần dây cũng khá là cơ bản đơn giản thôi. Đó, một phần mình không có thích lắm ở mẫu đồng hồ này là phần khóa của nó lại làm bằng nhựa. Thì mình không biết cái nhựa này nó có bền theo thời gian không, nhưng mà phần nhựa thì mình cũng không ưu ái lắm. Rồi, ở phần màn hình trước của chiếc đồng hồ này các bạn sẽ thấy một màn hình điện tử, mà cái hình của nó cũng khá là đặc biệt. Nó không có giống như bất kỳ hình vuông hay là hình tròn hay hình chữ nhật gì cả. Nó là cái hình bầu bầu hai cạnh bên hông này. Và nó chia ra hai phần, là phía trên sẽ cho các bạn biết là thứ, ngày và tháng, và dòng phía dưới sẽ là giờ, phút và giây. Ở cái đằng giữa nó sẽ cho các bạn biết là những chức năng chúng ta đang bật trên chiếc đồng hồ này là
Alarm, Signal là chế độ báo giờ, hay là Split trong chế độ Stopwatch, Light đèn. Rồi, ok. Ok, và đó cũng là những thông tin chi tiết cũng như là tại sao chiếc đồng hồ này đặc biệt là nhờ gắn vào tên tuổi bộ phim Mission Impossible. Các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, đóng góp ý kiến cho video sắp tới cũng đừng ngần ngại, hãy để lại ngay bình luận phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.